Nếu mà các bạn gặp mắm trống ở bên khu trung tâm á, thì các bạn sẽ nhặt ở đâu? Mình sẽ hướng dẫn mọi người những vị trí để nhặt nha, cũng như là cách để mà trang mắm trống cho mọi người. Cũng như thường ngày ha, hôm nay mình lại tặng mũ vương miện cho mọi người nha. Rồi, và đây là tất cả bình luận của mọi người trong video ngày hôm qua. Bạn nào sẽ được đây? 700 mấy bình luận luôn ha. À, 600 mấy, gần 700 nè. Và bạn may mắn trong ngày hôm nay nhận được một cái vương miện, đó là bạn Lia. Rồi, và bạn đã trả lời câu hỏi đúng, đó là 4 túi thẻ nha. Rồi, và đã vô game rồi, kiếm tên bằng Lina nha, coi có không. Mọi người nhớ bình luận tên cho đúng nha, hoặc là bình luận cái ID cũng được, anh dễ kiếm tên. Rồi, và Vũ Mi Game tặng em cái vương miện nè, phải yêu. Và mình sẽ tiếp tục mở mini game tặng mũ vương miện này cho mọi người nha. Để lại bình luận phía dưới, điều kiện là các bạn phải like video này, đăng ký kênh nha mọi người ơi. Và câu hỏi trong video này đó là mình đã nhặt được bao nhiêu túi thẻ ở khu trung tâm. Và có một số bạn á đã tặng cho mình thẻ nhiều sao nè mọi người ơi. Wow, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đầu tiên là bạn CMK2 nè, tặng mình một cái thẻ 4 sao cổ động nè ha. Bạn Nupro nè, tặng mình cái thẻ 3 sao nè. Cũng là Thư Cute, tặng mình thẻ 3 sao. Bạn Thư Cute nữa, tặng thẻ 3 sao nữa nè. Bạn Seri, bạn bữa giờ Seri tặng cho anh rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn Seri nè, Seri nữa nè. Bạn Sinh 499 nè. Ui, một cái thẻ 4 sao nha. Cảm ơn em, nạp đường. Thọ Baby nè, cảm ơn em. Rồi bạn Bánh Mi Rơ Bơm nè. Ui, một thẻ 4 sao nữa hả? Ô, ngôi sao xuất hiện luôn. Cái này 5 sao luôn mọi người, cảm ơn em. Juni nè, 3 sao. Moon nhỏ nè, 3 sao ha. Seri nữa nè. Ui, Aerodino nè, cảm ơn mọi người nha. Và mình đang ở trong một cái map trống bên khu trung tâm này các bạn ơi. Và để có một cái map trống như thế này á, thì các bạn cần phải có mẹo nha, chứ không phải là vô treo cái map nào cũng có nha mọi người ơi. Đầu tiên á, thì các bạn hãy qua bên khu nước ngoài, tại vì khu nước ngoài thì dễ treo map trống hơn là ở Việt Nam, tại Việt Nam đông lắm nha mọi người. Thứ hai là các bạn hãy kiếm cái map nào mà ít người á, kiếm cái map nào ít người nha. Ví dụ như bình thường ở cắm trại là 10 người, 15 người đúng không, 19 người đúng không, hai mấy người cũng có đúng không mọi người. Nhưng các bạn kiếm cho mình cái map nào tầm 10 người thôi là các bạn bắt đầu treo rồi. Đừng có kiếm cái map nào nhiều người nha mọi người. Nhiều người là các bạn treo qua ngày này qua ngày kia cũng không vui nổi luôn á, cũng không chống nổi luôn á. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là các bạn phải kiểu như là treo những cái giờ mà mọi người óm á. Ví dụ như giờ chiều nè, mọi người chuẩn bị óm ăn cơm rồi đó các bạn. Giờ khuya nè, đó là những cái giờ đó là những người chơi khác chuẩn bị óm, là cái map của mình nó chống nha mọi người đó. Cho nên là mọi người nhớ lưu ý nha. Đây, đây là cái map của bạn Anh Nam Huỳnh. Thì mình hôm qua mình không có thời gian treo, cho nên là hôm nay mình đi vô cái map này. Và mình sẽ đi kiếm những cái vị trí ở bên khu trung tâm cho mọi người có thể là tới đó nhặt nha. Thì cái map bên trung tâm này nó rộng lắm mọi người, nó rộng thênh thang luôn. Và cái mẹo đầu tiên để cho các bạn tìm được đó là dưới những gốc cây. Cái mẹo thứ hai đó là chỗ những cái cây wasabi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi lùng sục hết tất cả mọi nơi luôn nha, xem thử là chỗ nào có để cho mọi người có thể là nếu mình đi qua bên khu dưỡng, bên khu trung tâm á, thì các bạn biết được những vị trí để mà nhặt nha. Cũng như là nếu mà có map trống á thì mọi người cũng biết mà nhặt. Nhưng mà hiện tại thì túi thẻ đang rất là hiếm nha mọi người. Các bạn chú ý nha, cái bữa đầu thì nó đỡ nha, nhưng mà bữa nay nhà phát hành đã nép lại rồi, đã giảm xuống rồi các bạn ơi. Và hiện tại rất là hiếm hơn ngày đầu tiên luôn. Rồi, ở chỗ cái sân banh á, các bạn chạy tới những cái cây nè, nhất là chùm cây này nè các bạn ơi. Các bạn cũng dễ thấy những cái túi thẻ lắm nha. Đây, mình đã thấy được một túi thẻ màu xanh rồi nè. Ui, ủa, mình hoàn thành được cái bộ sưu tập nào rồi. Vậy là mình thấy vàng mọi người ơi. Ui, mình chỉ còn thiếu những thẻ vàng nữa thôi. Chuẩn bị diễn. Ui, các bạn đừng có tin khinh thường cái túi màu xanh nha. Nó cũng mở ra hên xu lắm nha mọi người. Ui, nhân phẩm nha. Mở thoải vàng luôn, trời đất ơi. Ui là trời. Mình còn thiếu 7 cái thẻ vàng nữa là hoàn thành luôn cái bộ sưu tập này của mọi người ơi. Ngày hôm nay mình sẽ cày full nó luôn. Vị trí tiếp theo là vị trí bên hông cái bệnh viện này các bạn. Bên hông cái bệnh viện á thì nó sẽ có, các bạn nhớ nhìn cái khoang cảnh, nhìn cái khung cảnh xung quanh này nè, các bạn sẽ dễ phát hiện hơn ha. Bên hông cái bệnh viện nha các bạn, gần có cái nắp cống á. Ôi được 2 cái phụ sao các bạn ơi. Rồi, vị trí tiếp theo là sau đồn cảnh sát nè. Ở phía sau đồn cảnh sát có những chỗ wasabi nè, các bạn thấy không? Để ý nha. Đây, mà mình đã thấy được một thẻ màu vàng rồi. Ôi. Ôi, có ai lượm được cái thẻ màu tím chứ nhờ? Màu hồng, màu đỏ gì đó mọi người, nhưng mà hiện tại là chỉ có thẻ màu xanh, túi màu xanh ấy. Ôi, cũng được 2 cái 3 sao. Rồi, vị trí tiếp theo là nó nằm ngay đây nha mọi người, chỗ những hàng cây ở sau cây xăng đó mọi người, sau cây xăng nha. Lượm được 2 thẻ 1 sao. Ôi, trời ơi.
túi thì mình chỉ thấy túi màu xanh với lại túi màu màu vàng thôi, cái túi màu đỏ không, hình như không có ai thấy được hay sao đó mọi người, hình như nó rất là hiếm luôn hay sao ấy, không biết là nó có hay không, nhưng mà có túi màu đỏ nữa nha mọi người. Rồi ở đây đây một túi nữa nè, có khi là nó ra 2-3 túi một lần nha các bạn, thường thì nó ra 2-3 túi một lần mà năm tầm 5-10 phút thì nó mới ra một lần, cho nên là hiện tại đi kiếm để kiếm túi thẻ rất là lâu nha. Rồi các bạn nhớ đi vòng vòng những cái cây ở phía bên trong này nữa nè. Đây mình lượm được cái túi màu vàng nè, tím à vàng chứ, thẻ vàng. Một sao vậy, hai sao, ủa trời ơi. Chạy lên đây một xíu nữa mình lại thấy thêm một túi màu xanh nữa nè. Trời ơi, mình bây giờ chỉ cần thẻ vàng đấy thôi các bạn ơi. Nhưng mà để mà kiếm được thẻ vàng nhiều nhất á, thì các bạn đi mở két nha. Các bạn đi tích sao á, các bạn đi nhặt như thế này mà được nhiều sao thẻ dư á, thì nó sẽ đổi ra sao cho mọi người. Và các bạn có thể là tích sao được luôn ha. Tích sao cỡ, các bạn tích cỡ 1000 sao. Thẻ vàng 1000 sao là các bạn có thể là đổi được cái két hồng đó mọi người. Và cái két hồng á, thì các bạn sẽ tỷ lệ mà mở được những cái thẻ vàng á, thì rất là cao nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng tiếp nha mọi người để kiếm ha. Nói chung là những cái cây nào các bạn lưu ý nhớ những cái vị trí mà mình đã nhặt được á, thì các bạn nhớ chạy tới đó để mà tìm cho nó dễ nha mọi người. Chứ bình thường mà các bạn đi qua bên trung tâm là không biết đường nào để nhặt luôn á. À đây, ở chỗ cái ba cây cũng có nha các bạn. Đây chỗ ba cây nè. Rồi mình nhặt luôn. Yeah. 1 sao, 3 sao, cũng tạm được, cũng có cái 3 sao để tích lũy các bạn ơi. Rồi chỗ này lại có tiếp nè các bạn ơi, chỗ sau cây xăng đấy. Rồi được một cái túi vàng luôn. 2 sao, 1 sao, tèo với ta ơi. Tèo cũng hơi xui lắm nha mọi người. Rồi ở lại phía sau đồ cái xác lại có đấy nè. Rồi thì thường thường các bạn nhớ chạy nè, sau đồ cái xác nè, chỗ ba cây nè. Chỗ bên đây lại bên hông bên siêu thị nữa nè, rồi bên đâu nữa ta, nói chung là phía trong nè, phía trong có những cái cây nè. Ok rồi, lượm quá trời luôn. Rồi và đặc biệt là chỗ này nha mọi người ơi, hồi nãy giờ đi kiếm thì quang hoài không có thấy túi, thì ra nó nằm trong đây các bạn. Các bạn nhớ để ý nha, chỗ cái xăng này nha mọi người, cái này là chỗ cái xăng nha. Được 3 túi thẻ, 3 sao 2 sao 2 sao, trời không ra cái nào tím hết. Rồi tiếp tục cái này nha. Rồi mở ra nè. Được cái gì đây? 3 sao. Ôi cũng tạm được nha mọi người. Đó, đây là những vị trí mà các bạn nhớ lưu ý là nếu mà qua bên khu trung tâm để nhặt túi thẻ nha mọi người. Xem thấy được cái gì đây? Ôi, được một sao với là 2 sao nha mọi người. Những cái này thì là hên xui thôi nha. Đặc biệt trong ngày hôm nay á thì có một cái điểm danh là các bạn sẽ nhận được một cái túi thẻ màu vàng nè. Và túi thẻ màu vàng thì nó sẽ xịn hơn là túi thẻ màu xanh nha mọi người. À ha, cũng không xịn lắm mọi người ơi. Trời ơi, ta bình thường mình mở thấy nó xịn hơn mà ta. Ngày mai thì các bạn điểm danh sẽ có một quyển sách quyền rũ nha. Cái này thì các bạn cầm trên tay nó rất là đẹp luôn nha mọi người. Ngày mai các bạn nhớ điểm danh đầy đủ nha. Rồi còn nữa các bạn ơi, trong quà tặng hôm nay nữa nè, mình sẽ nhận được 2 túi nữa nha. Đầu tiên là mình sẽ mở túi vàng. Ui, được một thẻ gì đây, thẻ gì đây? Đi cùng 5 tháng, 4 sao thôi nha mọi người. Mình tưởng thẻ gì xịn lắm chứ. Mình đang cần thẻ vàng mọi người ơi. Lái xe. Ồ, không xịn lắm rồi. Và hôm nay trong cửa hàng có đồ mới đó mọi người ơi. Thỏ kẹo bông ha. Bộ đồ này rất là dễ thương, nhưng mà cái tóc chẳng có hành để trong cái bộ đồ này nó hơi xấu nha mọi người. Nhưng mà cái áo là cái mũi là đẹp nhất nha. Scooter nha mọi người ơi. Scooter ha, nhưng mà bán mặt tiền các bạn ơi, 129k. Vãi. 129k. Rồi còn gì hot nữa không? Thì ôi. Thôi để mình mở cái hộp này nha. Mở hộp miễn phí nha mọi người. Hôm qua thì mình mở được cái mắt là cái tóc rồi. Đã nhớ dí cho mọi người rồi. Các bạn nhớ lấy dí ngày hôm qua chưa? Ôi, ra cái gì hiếm đi, ra cái gì hiếm coi, ra cái gì hiếm. Ôi, không hiếm mọi người ơi. Rồi, các bạn nhớ nhận kim cương. Ôi, hôm nay có bán cái dù 7 màu nè, 7.500 tiền sao nè mọi người. Ê, ai chưa có cái này thì mua nha. Bằng kim cương mà giờ giảm giá xuống bằng tiền sao luôn rồi. Good, 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 good